Những ngày qua, khán giả hâm mộ gần như dậy sóng vì thông tin đường ai nấy đi của cặp đôi Hoàng Oanh và Huỳnh Anh. Họ vô cùng tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp, ngọt ngào lại có một kết thúc không mấy vui. Nhiều người tỏ ra hụt hẫng khi người truyền cảm hứng về tình yêu thì hôm nay cũng vấp phải sự tan vỡ trong chuyện tình cảm. Lúc này đây, Hoàng Oanh đã có những lời trải lòng về chuyện này. Trả lời phỏng vấn về nguyên nhân nào để dẫn đến quyết định khó khăn này, Hoàng Oanh chia sẻ. Ngay từ khi vừa mới yêu nhau, cô cũng đã cho biết tính cách của mình và bạn trai kém tuổi hoàn toàn trái ngược nhau. Một người quá kỹ tính, trầm lặng và rất nguyên tắc, nhưng người kia, Huỳnh Anh, lại là một người sôi nổi, không thích làm theo kế hoạch và có cả phần nổi loạn. Nhưng 3 năm vừa qua, cả hai đều đã rất cố gắng dung hòa, cố gắng xây dựng, vun đắp tình cảm hàng ngày, thậm chí dễ dàng chấp nhận con người của nhau và đôi khi có nhiều điều khác biệt mà họ không giải tỏa được cho nhau. Lâu dần, điều này đã cản trở trong mối tình cảm của cả hai. Cách đây nửa năm, cô và bạn trai nhận thấy sự khác biệt trong nhau là quá lớn và không còn cách nào để làm dịu đi hoặc thay đổi được nữa. Và thế là cặp đôi quyết định ngồi lại, nói chuyện với nhau và lựa chọn dừng lại mối quan hệ này. Không thể yêu một người mà không biết ngày mai sẽ tiếp tục thế nào, không có chung một con đường, một khao khát để cùng phấn đấu, chia sẻ về quan điểm trong tình yêu của Hoàng Oanh. Yêu sai người hay yêu sai cách? Câu trả lời của cô MC xinh đẹp cho chuyện tình yêu của mình là sai cách. Hoàng Oanh thổ lộ, có lẽ ngay từ ban đầu, cô và bạn trai đã quá dễ dàng chấp nhận đối phương, dễ dàng đến bên nhau chứ hoàn toàn không phải vì sai người mà dẫn đến chia tay. Cả hai đã phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc cho quyết định này, bởi lẽ một lý do rất đau lòng là cả hai vẫn rất thương nhau. Sau chia tay, hai người vẫn giữ mối quan hệ rất tốt, hỗ trợ cho nhau, động viên nhau, hơn cả đó là an ủi đối phương phải cố gắng. Sau chia tay, cô và Huỳnh Anh vẫn là những người bạn tốt và vẫn sẽ dõi theo nhau. Hoàng Anh cảm thấy không tiếc nuối hay ân hận bất cứ điều gì, bởi lẽ cô đã yêu hết mình, yêu bằng cả con tim trong suốt 3 năm qua. Họ đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp và đó mới là món quà vô giá. Trong mắt cô, Huỳnh Anh là một người thích sự khác biệt. Anh thích khám phá và rất sáng tạo. Cô cũng đã học hỏi được rất nhiều từ Huỳnh Anh. Hơn nữa nhờ bạn trai cũ mà cô có được rất nhiều sự trải nghiệm mới mà từ trước đến nay cô chưa từng nhận ra. Phải nói rằng Huỳnh Anh và Hoàng Oanh không chỉ đẹp trong cách yêu mà còn đẹp cả cách ứng xử khi chia tay. Cả hai đều dành những lời tốt đẹp cho đối phương và luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đợi chờ người tình cũ của mình ở chặng đường phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.